Ngọc Châu không khó vì Miss Universe lại đổi lượt, cơ hội cầm mic mong manh, Di Dung hé lộ tình trạng Phương Anh. Sau nhiều lần trưng cầu dân ý, mới đây ban tổ chức Miss Universe đã chính thức công bố format mùa giải năm nay. Trước đó, bà Annie Zakrajotatip đã đưa ra nhiều phương án để netizen có thể bình chọn. Cuối cùng, ban tổ chức vẫn quyết định sẽ giữ nguyên format cũ. Điều này một lần nữa khiến cơ hội Ngọc Châu được cầm mic càng trở nên khó khăn. Theo đó, thứ tự các top năm nay giống với mùa giải năm 2020, đó là top 20, top 10, top 5 và top 3. Format đã nhận được sự đồng tình của đông đảo fan sắc đẹp bởi các thí sinh sẽ có thêm cơ hội để được lọt top. Vào năm 2021, khi Miss Universe thay đổi format thành top 16, đã có rất nhiều thí sinh phải ngậm ngùi nói lời chia tay với cuộc thi. Hiện tại, người hâm mộ Việt Nam đang đặt rất nhiều hy vọng vào Hoa hậu Ngọc Châu. Chính bản thân cô cũng tự đặt ra mục tiêu sẽ mang về vương miện Miss Universe đầu tiên về cho đất nước. Người đẹp Tây Ninh đã trải qua 3 tuần training tại Philippines cùng với huấn luyện viên Carlos, người đứng đằng sau thành công của Miss Universe 2018, Katiana Gray. Sắp tới, nàng hậu sẽ tiếp tục có khóa huấn luyện tại Mỹ ngay trước thềm tham gia cuộc thi. Đặc biệt, Ngọc Châu cũng chính là đại diện cuối cùng của Việt Nam đi thi quốc tế trong năm nay. Trước đó, Phương Anh gây tiếc nuối khi out top bất ngờ tại đấu trường Miss International 2022. Trong hậu trường, Phương Anh nức nở không kìm được cảm xúc. Mới đây, bà trùm hoa hậu Phạm Kim Dung đã hé lộ tình trạng của nàng hậu sau cú sốc out top vừa qua. Bà kể, tôi nói với em ấy rằng học tài thi phận, thua keo này ta bày keo khác. Dù chuẩn bị nhiều kỹ lưỡng, nhưng khi góp mặt ở những đấu trường nhan sắc lớn của thế giới, bản thân mình phải luôn trong tâm thế chấp nhận kết quả. Một là đi xa, hai là dừng lại. Đó là những điều bình thường, không có gì phải buồn bã. Mặc dù cũng hụt hẫng, song suy nghĩ kỹ lại, bà Dung thấy việc chọn đại diện Philippines ở khu vực châu Á là đúng vì thí sinh này đẹp và rất mạnh. Bà chỉ ước giá như ban giám khảo giảm bớt suất ở châu Mỹ và thêm suất châu Á cho Phương Anh thì hợp lý hơn. Với bà, kết quả lọt top 5, top 8 của ban tổ chức, ban giám khảo Hoa hậu quốc tế là hoàn toàn xứng đáng, hợp lý. Về quan điểm Phương Anh không thể tiến sâu, dì nhận định. Do dàn thí sinh năm nay quá mạnh, hoàn thiện cả về thể hình, khuôn mặt và trí tuệ. Mặc dù Phương Anh không mang lại thành tích gì, song điều này cũng không làm Việt Nam lung lay vị thế trên bảng xếp hạng các quốc gia sắc đẹp trên thế giới vào năm nay. Cụ thể, chuyên trang quốc tế Real Pageantology vừa tung ra bảng xếp hạng quốc gia sắc đẹp năm 2022 lần thứ hai sau khi cuộc thi Miss International kết thúc vòng chung kết. Theo đó, Colombia đã lội ngược dòng leo lên dẫn đầu trong bảng xếp hạng này khi sở hữu 3 Á hậu tại Big Six trong năm 2022. Đặc biệt, Việt Nam vẫn giữ vững phong độ ở vị trí thứ 5 với 160 điểm quy đổi. Đây là thành tích khá ấn tượng dành cho nước nhà khi đứng trên cả 3 cường quốc sắc đẹp khác là Venezuela, Philippines và Thái Lan. Theo đó, trước Miss International 2022 diễn ra, Phương Anh được đánh giá là một chiến binh toàn diện về cả nhan sắc, trí tuệ lẫn kỹ năng trình diễn. Chính vì vậy, các fan sắc đẹp nước nhà hy vọng nàng hậu sẽ có thể đội được chiếc vương miện của Miss International và nâng tầm vị thế Việt Nam trên bảng xếp hạng quốc gia sắc đẹp trong năm 2022 này. Tuy không thể đạt được thành tích như mong muốn, người đẹp gốc Sài Thành cũng đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong mắt người hâm mộ suốt hành trình tham gia Miss International vừa qua. Trước đó, chuyên trang quốc tế Real Pageantology cũng từng đưa ra bảng xếp hạng đầu tiên. Lúc này, Thiên Ân vừa kết thúc hành trình chinh chiến tại Miss Grand International với thành tích top 20 chung cuộc. Theo đó, quốc gia đứng đầu trong bảng xếp hạng đầu tiên này là Indonesia. Việt Nam vinh dự nằm trong top 5, vẫn xếp cao hơn Venezuela và Thái Lan. Trong năm 2022, Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong mắt fan sắc đẹp quốc tế. Theo đó, chúng ta có Á hậu 2 Miss Supranational 2022, Kim Duyên và top 13 Miss World, Đỗ Thị Hà. Đây chính là những thành tích đáng nể, giúp cho Việt Nam nâng cao vị thế trên trường sắc đẹp quốc tế vào năm nay.